vào trong mẹ xem có cái gì xong rồi lấy cho cá nào. Không ạ. À, mẹ cơ mà, trong mẹ cơ mà. Không có cái gì cho nên à? Của con vừa nhảy quẫy mạnh lắm. Bắn nước không? Bắn nước này. To nhỉ? Hay là con vặt tí cỏ thì rất là sơn. Ở chân bố này. Đấy. Đưa con lên nào. Cá làm gì ăn cỏ? Đó, ăn được đấy chứ con. Cái gì có thể có như thế nào đớp lên được. Chắc nó chưa nhìn thấy. Ôi, có con cá hồng này đẹp chứ. Con nai chim đi. Nai chim với cá đi con. Mình đây. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cá koi ở nhà hàng Hoa Viên. Thái Hoa Viên. Thái Hoa Viên. À, bắt đầu mình cho các bạn xem những con cá thật to đúng không? Có một con cá. To rất là to. Ở đây là có hoa súng. Cái bông súng rất đẹp. Đấy, những con cá đang. Nước không trong mấy nhưng mà có thể đủ trong để nhìn thấy được cá. Vâng, có một con cá nó vừa vẫy. Cảnh rất đẹp. Đây là Thái Hòa Viên này, quán Thái Hòa Viên này con nói đi. Vâng, đó chính là một căn biệt thự. Đúng rồi. Là một Thái Hòa. Kiểu của Pháp. Đây ngoài là có căn nhà kính nữa. Căn nhà kính là nhà hàng. Còn bên phải là mấy ngọn núi. Mấy ngọn núi có rất cây. Cao đẹp. Cây gì không biết đâu. Cây gì? Là cây tùng. Cây tùng. Ừ, đấy cây tùng. Cây tùng rất to. Nó cây tùng rất to. Và phía trước là cây cỏ. Cây cỏ bằng. Mọi người đang vào vàng. Ăn à? Làm được bằng vàng. Ừ, đấy. Mọi người đang vào ăn rất náo nhiệt. Ừ, đấy. Và cận cảnh ở đây rất yên tĩnh. Ừ, rất đẹp. Nhạc thì hay. Có một cái lầu gọi là cái lầu ở trên núi này. Sao là cái bụi hoa màu trắng rất đẹp. Thôi. Chương trình của mình đến đây là tạm dừng. Bye bye các bạn à. Bye bye các bạn nha.